chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Tùng đây. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một con rùa điện ở bên Trung Quốc. Xe này là xe của khách, mình cũng chuẩn bị đi giao cho khách rồi. Hôm nay mình sơ sơ giới thiệu qua con xe này nhé. Con xe này đi theo IC9000W và 3000W motor điện 120V. Mình sẽ cho các bạn xem con xe này nha. Đằng trước của nó đi theo phục gì mình cô nói được đi. Hello motherfucker. Có giá là hơn 1 triệu 5 đến 2 triệu và nó đi theo cái cặp phanh rẻ như nó là 4 tít và đĩa AK260mm có giá là 1 triệu rưỡi đến 3 triệu nó đi. Theo vành bình thường 9 khúc này ở giá Việt Nam là có 500k thôi, lốp của nó là 130-70-12 xong rồi mình sẽ giới thiệu đằng sau cho các bạn. Cắp của nó là làm bằng nhôm NC và đây là phục sút của DJ. Một lốp của nó là lốp bình thường 130-70-12, nó đi động cơ điện 3000W loại bình thường. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đầu xe của nó cho các bạn xem. Đầu xe của nó dùng ghi đông tuyển thần xong rồi dùng tay gà AK tên loại Titan. Bình dầu của nó cũng là dùng loại Titan. Cai bảng báo V là của Koso. Phanh của xe này nó dùng tay phanh ô ly đùn thẳng. Xong rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem bộ đèn này. Bộ đèn này ra bên mình đặt về là hai con mắt cá cũng như loại đèn bình thường thôi. Ở sau cũng thế, mình sẽ cho các bạn xem cụm IC9000W. Đây là IC của nó, IC của nó bên mình đặt là 9000W IC đa năng xong nó đi theo bình ắc quy 10 bình loại bình thường, nhanh nhất có thể lên 130 km/h. Đây là Hà Nội xin của tao. Cho các bạn nghe nhé.